On my neck, gold money, rain, couple yet not check. You have so money, love dick, you're shining. По рулям of money. On my neck, gold money, rain, couple yet not check. Is my name, это мой материн. No pain, no gain, иди на хуманты. Дора is my name, right at the bank, bank. Залишаю бляка, моя baby mother. Дора is my name, это мой. Chào bạn. Thì hôm nay em tiến hành em nhận một xe của anh trai đến từ Hà Nội, custom 100. Thì bây giờ là mình sẽ làm lại những chuyên mục sau cho chủ xe. Thì tất cả những anh em ở gần ở xa gì khi mà muốn làm á, các bạn lên một cái file á mà nó như vậy nè, hoặc là vô ghi chú hoặc là gì đó, thì thực sự rất là dễ cho đôi bên mà làm sẽ chính xác và không bỏ sót những mục mà chủ xe cần dặn để mà xe mình chỉnh chu hơn. Gửi tìm sửa xe Đào Thanh Thường, tôi xin gửi tới anh một số hạng mục theo mong muốn cá nhân để nâng cấp bảo dưỡng thay thế phụ tùng cho xe Honda Super Cup 100 38411. Bảo dưỡng là kiểm tra tổng quát, vệ sinh kỹ xe, vệ sinh nồi bình xăng và các phụ kiện quan trọng, kiểm tra hệ thống điện, kiểm tra nhông xích và hệ thống truyền động, nâng cấp là hệ thống chiếu sáng còi, hệ thống cần số, chân chống, ba ga, sơn lại các vị trí cần thiết. Xin tư vấn thêm xây lại ốc, thì đi nhà ốc thì trên xe này ốc lô toàn bộ là ốc lô hết. Thay thế bổ sung là hệ thống ốc vít, các nút bấm điều khiển, cái cùm này cũng là cùm lô luôn nha các bạn. Xuống cấp đó, nút bấm là ý anh nói là hai cùm công tắc hai bên đó các bạn, cùm nó cùm lô ha. Cái phụ kiện kim loại cao su đã xuống cấp. Xem xét mua lại yên mới, mua bô, mua cần số chân phanh, và có gì anh Tây gỡ xe ra thì xin tư vấn thêm cho mình. Đó, thì bây giờ là bắt đầu là tình trạng xe. Mình sẽ quay kỹ. Ba ga này là ba ga cũ trên xe, người ta có hàng, người ta có xi lại nè. Đó, các bạn thấy dấu lủng nè. Rồi, mặt bên này xe này là xe Nhật nha các bạn, nó đúng luôn là nó cứ tùm trăm nồi đi Nhật đó, chạy rất là ngon và rất là bền. Thì bây giờ là mình sẽ quay tình trạng trước khi mình mở ra, và sau đó là mình sẽ kiểm tra hệ thống điện, đèn, kèn, còi như ý ảnh, kiểm tra ốc, nắp bình xăng con, bộ dàn áo, những đầu đèn này đồ nè, là mình sẽ mua đồ nhựa mới có hết là mình thay vô lại cho chủ xe nè, nó giống với rim lùng chính hãng đã Thái Lan hết. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành làm. Rồi thì giờ phần đồng xương nè, các bạn thấy bắt đầu em mở ra nè, nó mục hết rồi ha. Người ta hàng lại cũng không đẹp, ta xử lý không có đẹp. Đó, có xăng nè. Rồi giờ đầu em sẽ mở ra từ những cái xe mà người ta sơn ở ngoài, mà người ta sơn chỗ này rất là nguy hiểm nha, các bạn phải kiểm tra kỹ lại từ đầu cho chủ xe. Rồi giờ bắt đầu em mở ra trong nè, mỗi xe á các bạn đừng nhìn bên ngoài nha, đánh giá bên trong giùm mình phần đồng sườn khung tốt hay không, điện nổ trong nè, tất cả đều nát hết rồi. Xe này thật sự quá nát, cần xử lý nhiều vấn đề. Bình xăng lô luôn, xăng sinh ta, bộ chế, chế lô, chế sinh ta. Chào bạn. Thì đây, một cái xe mà các bạn nhìn nó mới mới á, sẽ rất là nguy hiểm ha. Đầu tiên là đuôi này làm sai nè, cái ống sườn này làm sai nè. Đó, và dưới ống sườn nè, một hết, đã làm rồi mà làm sai một rồi đã vậy là còn bị hàng lại nữa chứ người ta không có thay ống sườn. Tiếp đó là bên trong nè. Đó, các bạn thấy là, và lấy cái tay chỉ, chứ cao không có tay chỉ không, cái lỗ tròn nữa, để xuống được, đó, lỗ chỗ đó ở trong thì các bạn thấy bắt đầu là nó cũng mục hết rồi. Cái này là mình phải thay lại nguyên cái đuôi khác, đó, muốn xe an toàn mà sử dụng tiếp lâu dài và sau này, đó. Rồi thì thực sự là tình trạng của xương này rất là xấu ha, tệ luôn á,
giờ mình sẽ tiến hành mình làm đồng lại toàn bộ. Em chào anh, thì em chờ là bắt đầu em soạn ra hết đủ đồ vậy nè, thì bắt đầu em mới quay là những đồ nào dinh, đồ nào lô. Thì đa số đầu tiên là ốc trên xe mình là lô rất là nhiều nha. Rồi em sẽ quay những món giữ lại. Bên đây là những món giữ lại nè. Đó, còn bên đây là sẽ là những món em trả về cho anh nè. Ẩn đứng phụ với anh nha. Thì bây giờ đầu tiên cái dàn áo của anh là giữ được có đúng một cái cốp à. Còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 miếng là bể. Thì về phần dàn áo này nè, anh muốn hàng nhựa lại xài hay là bỏ luôn, giống như em thì giờ là em quyết định là em bỏ luôn đó. Và em sẽ thay mới lại cho anh, dàn áo mình mua mới có bình thường hết. Thì em gom cho anh phần dàn áo em cắt trước. Còn giờ phần máy của anh á, em cũng chưa dám bung ra. Bởi vì em sẽ ra một cái bill, cái xe anh nếu mà em làm giống như là thoải mái như em dọn cho anh em ở trong này á, thì sẽ là bao nhiêu tiền. Còn nếu mà làm kinh phí hạn chế dụ theo cái mức anh đề ra anh yêu cầu á, thì sẽ là bao nhiêu. À, cái mức anh yêu cầu thì là cái khoản đó rồi. Còn dụ em sẽ báo cho anh một cái mức là làm đúng luôn, đồ đạc đàng hoàng thì bao nhiêu. Cho nên là em chưa có bung phần máy ra. Còn ví dụ dây điện nè, à, bô này bô lô nè, thì chắc chắn là mình phải thay lại bô Vinh rồi. Bô này bô Madame New. Đó, đèn này của anh cũng đèn lô nè, pha đèn lô. Rồi dây điện của anh thì cái này là anh biết rõ hơn em đó, cho nên anh mới kêu em thay nè. Thì dây điện em sẽ thay lại dây điện cho anh. Cầm công tắc trái và cầm công tắc phải là đang là cầm lô đó, thì em cũng sẽ trả lại luôn. Phục sau á thì em chỉ giữ là hai người cao su thôi, còn ti phục đồ của anh là hư nát hết, tất cả trong đây nè, ti phục đồ nó xì ra hết, không còn xài được. Và tất cả những cái gì kêu là cao su, ví dụ mô bên sườn nè, cao su cái chân trước, cao su cái chân sau, kèn hơi, rồi cái này kêu là ở đây thì em kêu là cao su đỡ sên đó, thì không biết về mình là kêu là cái gì. Và IC này của anh cũng là IC lô luôn. Những cái thiết bị mà liên quan tới điện rất là quan trọng, mình phải mới. Cái này là đồ lô. Còn đó rồi, ẩn dẹp hết đây. Nhông xích dĩ là bộ chế này cũng chế lô, em trả lại cho anh thôi. Chế này chế Santa. Em giữ lại cho anh là được hai cặp cốp nè, 1 2 nè, miếng này nữa là 3 nè. Phuộc này thì mình giữ lại nhưng mà mình phải đem đi làm phuộc lại, bởi vì nó hư ti luôn, hư ti rất là nặng. Đó. Nó suốt ti hết. Những đồ này bằng sắt thì giữ lại được. Gác máy này của em trước, của anh nè, trước khi mà em đem đi sơn lại thì em cũng hàn đồ lại, em gia cố lại cho anh hết rồi bắt đầu em đem đi làm. Đó, phuộc thì em giữ lại hai này thôi nè anh. Đây là kêu là hai thằng người tăng phuộc á. Đó, còn đúng luôn cái này là phải thay, tại vì cái này ở trong rất là mục xét rất là nhiều. Ở trong ẩn ngoài luôn. Đó, thì để em cộng. Em cộng một cái bill cái, rồi mayo trước, mayo sau, má mayo đồ, em sẽ để em gia công lại. Đó, toàn bộ những cái này, co xăng. Rồi đế đèn rồi thì em sẽ giữ lại cho anh. Rồi em sẽ ra một cái bill cho anh bao nhiêu tiền. Nếu mà làm thoải mái hết là bao nhiêu, hoặc là nếu mà không đủ điều kiện kinh tế thì là em sẽ xử lý theo phương án của anh. Nhưng mà khi mà bởi vì đồ em soạn ra đây là những cái nào cần thay thì chắc chắn là phải thay hết rồi. Đó, nhưng mà do điều kiện kinh tế mỗi người nữa thì để em ra cái bill danh đàng hoàng. Em cảm ơn anh. Rồi bắt đầu em chỉ máy xe custom 100 ra ha. Thì biên nè. Biên này đúng là biên Vinh. Theo xe. Thì bây giờ là em sẽ làm lại. Đó, và em sẽ vệ sinh hai cái bách này cho nó sạch thôi. Rồi còn con đây á, thì con này là con Vinh theo xe, nhưng mà người ta đã làm lại rồi và người ta sử dụng là bố lô. Em sẽ trả về lại bố Vinh hết. Và ở đây là bộ điện nè, nó xét hết rồi, không có còn sử dụng được nữa ha. Đó, bắt buộc phải thay, xét quá nhiều rồi. Thì nếu mà đỡ như vậy á, giờ chủ xe chỉ đi một thời gian nữa là bắt buộc là phải dắt bộ rồi nè. Cái này dĩ đà thì hư hết, xì nhớt nữa. Và giờ về phần hơi và đầu bò này, em kêu đầu bò nè, thì em phải thay nắm đâu lại. Đó, em thay nắm đâu lại, bắt đầu vệ sinh sạch sẽ đâu hết cho chủ xe. Quả này thì đang cốt 1. Thì đây là cầm niên nè, cầm niên của chủ xe giữ lại ha.
em quyết định giữ lại thêm cặp niên. Thì những cái này hiện tại đã xét rồi, và chủ xe vành chủ xe lưu ý em điều này, và có một số nè nó xét quá em đánh nó không ra luôn đó. Từ giờ em sẽ xả cứu xả xét ra hết, và em sẽ sơn, mình sơn thêm nhiều lớp chống xét chống rỉ cho xả cước xong đúng không. Thì giờ em ra em xả nữa, em xả cái niền này á, lúc mà vô xe dọn các bạn nhìn nó mới một chút đó, xả cước xong ra chà rồi cho sạch sẽ hết, bắt đầu mình chà lên mặt niền, tại vì bắt đầu nó rổ rồi các bạn đó, nói chung làm lại như mới hết rồi bắt đầu mới sơn chống xét rồi vô. Em đã nằm đồng lại, chủ xe rất là quan tâm đến phần khung sườn của mình đó, thì bây giờ em làm đồng đồ lại hết từ đầu, xe bị sườn bị cành hông luôn nè, em làm lại hết đó. Rồi thì bây giờ em mở sơn cho chủ xe, cảm ơn các bạn, xe này khung sườn luôn nè. Chào các bạn, thì kết tông 100 tiến hành dọn mới, thì mỗi người á sẽ có một cái kinh tế khác nhau, và mỗi người sẽ có một cái xe, cái hiện trạng của chiếc xe nó khác nhau, cho nên là cái số tiền mà tay dọn xong cho một chiếc xe thì sẽ không có anh nào giống anh nào hết. Bởi vì có rất là nhiều anh em khi mà coi clip của mình thì nói là à tay ơi anh muốn dọn một chiếc xe giống như cái xe đó. Thực sự là giống thì nó sẽ giống về hình thức, nhưng mà về cái cách xử lý nó sẽ khác nhau hết các bạn. Ví dụ như cái xe này là ngay cả anh trai chủ xe luôn, ảnh cũng biết trước được là cái phần khung sườn của anh xấu hay gì á, cho nên anh xác định trước là khi mà ở ngoài Bắc anh gửi vào cho em á, ngoài Hà Nội anh gửi vào á, thì anh sẽ tập trung nhất vào phần máy và phần khung sườn. Thì mời camera quay phần khung sườn anh đi. Thì cái phần khung sườn này á, em đã làm đồng đồ lại, em rửa sạch sẽ vệ sinh hết, em vào chẳng ba em vào thục đồ rồi đó. Thì bây giờ là em sẽ tiến hành giai đoạn là em ráp lên, thì sẽ có nhiều chi tiết trên xe được em giữ lại, và em sẽ làm cho nó chỉnh chu hơn. Ví dụ như là vành nè, nan nè, còn lớp với lại xăm thì ảnh cũng mới thay nên em sẽ giữ lại, còn vành đồ em cũng giữ lại, nhưng mà em sẽ làm chống xét ở trong cho ảnh đó. Rồi camera trả về vị trí cũ, chỉ có một cái thôi, cái càng lại gấp á Bảo. Cái càng đó thì em thay một cái càng mới đó, em thấy càng mới luôn, với càng cũ ảnh á nó Bảo đứng xét đây nó mục nhiều, nó gãy nhiều rồi nha, nó không an toàn nữa. Thì em sẽ thay cái càng mới, còn cái bọc xích thì em sẽ giữ lại, em làm đồng một lại và em ráp lên. Còn bộ bẩn nè, giống như bộ con nắp con bẩn con á, bẩn lửa và nắp ăn cá thì em giữ lại, em sơn phết đồ lại, đùm trước đùm sau cũng làm lại luôn đó. Và em sẽ thay thế vô những cái phụ tùng cần thiết để cho xe đẹp. Ví dụ là cái gì, là những cái chụp này là chụp xi nhan nè, chụp đuôi đèn nè, còn cái pha đèn trước em sẽ thay mới thì nó đẹp hơn. Còn cao su toàn bộ trên xe bắt buộc phải thay rồi các bạn, nhông xích đồ em cũng sẽ thay, bình ắc quy này em cũng sẽ thay, cầm công tắc này là trên xe là cầm công tắc lô luôn, cho nên là em sẽ thay cầm công tắc mới cho chủ xe đó. Và mô bin cao áp này bắt buộc phải thay, bởi vì nó nằm ở trong rồi, sau này giờ đó đi có trục chặt gì gỡ cả chiếc xe ra mới thay được cái cục này, rất là nguy hiểm. Thì em sẽ tập trung vào phần khung sườn, phần máy, phần lửa và bộ chế cho chủ xe, để mà chủ xe có được một chiếc xe yên tâm nhất có thể để mà vận hành tiếp tục về sau. Rồi thì bây giờ là phụ tùng mới ở đây, phụ tùng cũ ở dưới kia. Cái cản á, em dùng cái cản hoặc là cái ba ga sau á, là cái miếng đó, thì trước khi mà em đem xi lại á thì em đã làm đồng ở lại. Mấy bữa là nó bị tưng á, nó xé rách cái đó, thì em đem đi hàng lại rồi bắt đầu em mới xi lại cái đó không á. Cái đó xi bóng cho nên rất là mắc tiền nha các bạn đó. Và dọn xe cúp 100 này á, so với dọn rim lùng thì nó còn khó hơn dọn rim lùng nữa. Dọn rim lùng đã khó rồi nè, nhưng mà dọn cúp 100 này nó khó hơn nữa, bởi vì nó sẽ có một số bộ tùng mà không có mua mới được đó. Thì bây giờ các bạn cho phép em dựng lên và có được chiếc xe tổng thể, các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn. Rồi chào anh, thì hôm nay em sẽ tiến hành là em ráp lại xe anh. Thì thật sự cũng cảm ơn anh, rất là nhiều người không giống anh, người ta đòi là xe người ta phải ngon, phải đẹp, tất cả mọi thứ phải chỉnh chu,
Nhưng mà người ta cũng muốn thêm cái nữa là người ta muốn rẻ. Còn anh thì khác, anh chỉ cần phần khung sườn và phần máy về ngoài anh không cần thiết. Thực sự cái đó là rất rất cảm ơn nhiều. Thì một cái người chủ chiếc xe á phải hiểu điều đó. Chứ còn muốn ngon, muốn rẻ, muốn đẹp thì sao được. Ví dụ như ảnh nè, mình sẽ tập trung vô mình làm bằng máy trả về lại ngon nhất có thể cho ảnh. Bởi vì sao sau này từ Hà Nội anh hạn chế cái việc là có trục chặt cái đó phải gửi vô. Nè, các bạn thấy ở đây nè, cái hoa lan nè, nó mục tới nỗi nó mất cái cúp luôn nha, mất cái cửa. Thì đáng lý á là em sẽ không thay đâu, nhưng mà ảnh có nói tập trung vô phần máy thì kỹ đó. Thì ở đây các bạn thấy mục tới nỗi mất cái cửa luôn, em sẽ thay lại một cuộn, một cái hoa lan xích măng của Rim Thái còn rất là đẹp đó. Cái cựa là này các bạn thấy cựa người ta còn cựa của ảnh là nó mục mắt luôn đó. Những cái vết xét này là tay mấy em bóc vô thì bình thường đó, đẹp lắm. Rồi em sẽ thay là hoa lăng nè, ở hôm nay kêu mâm lửa, không biết qua đó kêu là gì đó, là cái bộ này. Thì Rim Thái mình mua cái bộ đó không là đã mất tiền rồi. Rồi về phần bộ con nè, thì ở đây là sẽ thấy hai bộ con. Là bây giờ em sẽ tiến hành em lấy bộ con này của ảnh, em ráp lên trước, em ráp lên em coi thử nó có hú hay không. Nếu mà nó hú nhông á thì bắt đầu em mới gỡ ra, em thay bộ con mới này vô. Và khi mà thay bộ con mới này vô á, các bạn phải làm lại nha, chứ không phải là các bạn để vô được đâu. Đó, các bạn thấy ở đây là mình đã có dấu, mình đã kiểm tra chuông, săn chơi chuông lại, mình phải làm bộ nồi lại, bộ con lại. Rất nhiều anh em cứ nghĩ đi vô hãng mua một bộ nồi mới giờ là ráp vô là lấy, là không có. Lấy đồ mua một bộ nồi hãng ráp vô đi khoảng tầm khoảng 1 đến 2 tháng bắt đầu nó sẽ nổ gan ti, nó kêu cọc cọc cọc, hoặc là nó rất là chờ cái nồi đó. Bộ con xong qua một bên thì em sẽ quay tiếp bên phần nồi luôn. Phần nồi là gồm gì? Một cái bơm nhớt, em sẽ thay cho ảnh một cái bơm nhớt CNC để ảnh bơm nhớt mạnh hơn như những xe cúp 125 em đang làm đó. Rồi lá bố nè và lá sắt nè, thì ở đây em sẽ sử dụng là lá bố hãng và lá sắt hãng và chất liệu luôn. Sau này các bạn mở ra các bạn khỏi bỡ ngỡ là nó màu đen hoặc là màu nâu đó, có nhớt vô nữa ra một cái màu khác. Mà các bạn coi trên cái bản bố này nè, nó đã có những cái sợi cước trên đây hết rồi đó. Rồi là xong phần lá sắt lá bố nè. Về phần biên, biên ở đây á là cái phần này là của anh trai, phần này là của anh trai. Phần bi nè, bi này em sẽ thay bi mới, tay biên mới, đó là phần của em. Thì mình làm mà mình bảo dưỡng lại, mình chỉ thay thế những cái thứ cần thiết thôi. Và bắt đầu lắp, em rửa bằng tay hoàn toàn sạch này đó, không có bắn kép cái gì á, rửa bữa giờ không biết bao nhiêu ngày luôn. Cái này á, cúp của mình là cúp 100, là xe màu điện Nhật á. Các bạn thấy là nó ba chữ A luôn, nó giống như Rim Thái vậy. Mặc dù lắp này là lắp sẽ nhớt giống Super Rim luôn nè, quen pha rồi, nhưng mà nó là ba chữ A. Rồi lồng á thì ở đây em sẽ đóng lồng lại cho anh về cốt 1 đó, đóng lồng lại thay bê tông mới, thay xi măng mới. Đầu bò hay kêu đầu hơi đó thì mình vệ sinh sạch sẽ hết, và em sử dụng hai số bắp CNC, em thay hai số bắp CNC size Vinh Ford móng đồ, em làm lại cho nó ngon lành hết. Và em sẽ thay là có chút bắp ốc tán chứng cò mới. Về phần bộ số á, em sẽ thay một bộ số mới nè. Cam cò trên xe là cam cò luôn, thay lại cam cò Vinh nè, lột luôn à. Đó, đây để em lấy ra cam cò cũ chủ xe cho bạn coi. Nè, lột cam nè, lột là sao, lột là vậy nè đó, nó lột đó. Thì em sẽ thay cam cò lại của Thái luôn. Bộ rôn sử dụng bộ rôn đen, cái máy mà chặn nhớt bên lửa em sẽ thay một cái máy chặn nhớt bên lửa mới dẫn sinh cam, thay sinh cam mới. Rồi bi nè, toàn bộ bi là em sẽ sử dụng bi NTN hết, mắt anh gia băng nhập của Nhật. Cốt số thay mới nè, báo số xài chung với Rim Thái em sẽ thay mới nè. Tất cả những cái này nè rất là quan trọng. Nhiều anh em làm xe Rim mà không biết mua ở đâu hết để thay, của em là mắt anh gia băng. Rồi bắt đầu quay thì chậm đi, vàng Ford, vàng Ron, vàng Sinh trả về lại chính hãng.
xài đồ dinh hết, không có bất cứ món nào là đồ lô hết á, thì sao rẻ được. Mấy ông mua đồ hãng, ví dụ như thằng Tây Quân Điển đây ráp đồ hãng, mấy ông đi so với mấy ông ráp đồ lô. Bây giờ tôi chỉ hỏi mấy ông muốn rẻ đúng không, ví dụ cỡ mấy ông ơi, mấy ông nói là dọn cái xe rim lùng đi 10 triệu đủ mua vàng áo không? Nếu xe đẩy vô vàng áo bể hết đó. Vàng áo rim lùng thì không tới 10 triệu, nhưng mà ví dụ anh phải lấy chi phí, ví dụ như vàng áo đó là 6 triệu đi mua vàng áo, tiền anh sơn xe, tiền anh làm máy, tiền anh rút cam, tiền anh mua mặt đạn, tiền anh mua lớp, mua vỏ, sao đủ đúng không? Nếu mà các bạn dọn đúng đồ á, không bao giờ đủ. Nhưng mà các bạn dọn đồ lô cho khách chắc chắn là sẽ dư luôn đó. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi chào các bạn, rồi bây giờ cặp nhông này nè, em chạy em thấy không hú thì em để lại, em sẽ thay nguyên cái đế nồi mới. Đế nồi là gì, lấy tay chỉ vô khoan đó, là nguyên cái đế đó, em sẽ thay nguyên cái đế mới. Lá bố lá sắt em thay, còn ở sau em giữ lại là chuồng heo. Chuồng heo đó, hai mặt nhôm đó, hai mặt ép ly hợp, rồi nắp bốn lỗ đó. Rồi vậy là riêng về phần nồi thì em giữ lại hết, chỉ thay là nguyên cái đế ba càng trước đó, nguyên đế ba càng trước. Cảm ơn các bạn. Cúp nè, thì hôm nay là tới giai đoạn thành công, thì bạn Khoa đang tiến hành là rửa lốc. Nhiều anh em khi mà sơn xe xong á, những cái lốc cũ đồ á lật ở trong, anh em không có chịu vệ sinh, nhưng mà thật sự cái lốc bên nồi nè, là cái lốc bơm nhớt bên đồ, tất cả mọi thứ trong đây rất quan trọng, các bạn phải rửa trắng sạch như mới vậy. Các bạn thấy bạn Khoa không đó? Rồi đây là Khoa búp đến từ USA đang tiến hành vệ sinh lốc nồi xe cúp. Xe nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, đây là giai đoạn kiểm tra. Quay clip chi, quay clip là để cho chủ xe kiểm tra, sau này những clip em lên chủ xe sẽ biết được ở bên trong xe người ta làm gì. Còn thật sự khán giả xem kênh bàn sao nói sao thì em không quan tâm. Camera đứng yên nha, tách ra làm đôi. Thì cái xe này là kết tâm 100 hay kêu là cấp 100 gì đi nó đó, nói vậy đúng không em trai hay là? Rồi nó khác rim lùng nha, nó khác là 3g mũi nè, mũi về không có cái mắt phản quang nè, hộp đựng đùng nè đó, và nắp xăng xe này nó giống cúp 50 của mình đi, mình tạm gói là vậy, bởi vì nó sẽ xài đột phá trên đây. Thì xe này em dọn thực sự là rất là hợp lý và giá thành ở đây không tiết lộ được, nhưng mà bắt đầu mời camera vô quay giùm mình toàn bộ phần khung sườn trước đi. Phần khung sườn này là được em trả về lại đúng zin hết 100%, hết sức có thể và xử lý rất là kỹ. Ngày em gỡ ra các bạn thấy là nó không được xuất sắc cho lắm đúng không đó. Chủ xe chỉ quan tâm hai vấn đề, một là khung sườn, hai là cục máy thì chuẩn đó. Còn những vấn đề khác thì thực sự là chủ xe không quan tâm đâu. Nhưng mà nè, em nói cho các bạn, camera giật sang chút nè, em sẽ chỉ nha. Thôi đi theo luôn, đi theo em nha. Em dọn sao dọn, ít tiền để gì, tiền em không còn biết, nhưng mà ốc phải đúng. Ốc xe Nhật là phải ốc Nhật, 10 cái chỉ nè. Đúng ốc Nhật ốc này nè, chứ không phải là xài ốc Super nè. 4 ốc thùng xăng chấm bi nè. Rồi toàn bộ nè, bên đây đủ không vậy. Ốc là ốc Nhật hết, 100%, không hề sử dụng ốc Super. Trên xe người ta có thì gắn, nếu dọn rẻ tiền nha, chứ dọn kêu mà dọn xuất sắc thì nó sẽ khác, cho dù có luôn vẫn hay. Cái thứ hai, nếu không có thì mua đồ cũ cho xe cho đỡ tiền bớt. Cái thứ ba, nếu mà đủ điều kiện kinh tế mua mới luôn, là như trường hợp em nói là có luôn nhưng mà vẫn thay, bởi sao ốc nó bị mục đầu. Mục đầu là sao, ví dụ như vậy nè, cái nắp này là em sẽ còn thay lại cái nắp khác nữa. Các bạn đừng có nghĩ em nói khùng nha, các bạn thấy nó bị mục bị rỗ ở đâu đó, là nếu mà em kêu là bị mục là vậy đó. Ốc thì vẫn còn nhưng mà răng không còn đủ điều kiện cho phép, tất cả mọi chi tiết khác. Rồi bây giờ là bắt đầu em đi vô nè, cái này là em thay mica, ba này em thay mica, và đây là lần đầu tiên em dọn cúp 100 luôn các bạn. Thay mica, đuôi đèn hậu sau có đế nè, là cũ chủ xe. Phục này đúng phục dinh nè, là xài chung phục rim lùng em phục hồi lại đó. Hộp đựng bình ắc quy bắt buộc phải giữ lại cho các bạn, không giống rim lùng mà cũng không giống rim cao luôn, cục IC nằm đây. Bộ dây điện sườn này là em thay bộ dây điện sườn mới, dùng từ sao ta quay mặt em để thấy căng chút, là em thay bộ điện sườn dinh theo xe còn đẹp chứ không phải mới, bởi vì mới không có sản xuất.
em mua một bộ dây điện sườn zin theo xe còn đẹp nè. Các bạn thấy cái này nó còn mới ken là các bạn biết rất là đẹp. Đó, sạc em thay mới, IC em thay mới, chớp xi nhan em thay mới, rờ lê đề em giữ lại không thay. Đó, bởi vậy quay cái này nè, 1, 2, 3, 4, 4 món này thì em thay 3 món, 1, 2, 3, rờ lê đề không thay. Tấp chân em thay mới, củ đề em thay mới, kèn em thay mới, bộ chế em thay mới. Hộp boe này là hộp boe cũ trên xe em giữ lại, thì quay tới quay lui quay xuôi ngược để thấy cũ trên xe, nhưng mà khi mà xài lại phải đẹp. Rồi bắt đầu quay giùm anh phần ổ khóa, sọ khỉ, tán cổ đồ giùm anh. Rất là đẹp đúng không? Boe là bắt về đúng hay sai, bảo sao lò hai miếng sắt ra thì xin thưa là bắt đúng đó các bạn, chứ không phải là bắt sai đâu. Shop B99 nó cũng có nữa, nhưng mà nó nằm lật ngược lại ở trong. Con này em đang bắt đúng đó. Rồi camera trả về vị trí bên kia. Rồi trả về vị trí bên kia xong đúng không? Thì bên này, này là em gắn vô em trăm bữa nha, vài bữa em gỡ lại. À, cái này là đỡ đựng cái túi luôn rồi đó, em bỏ vô cho các bạn dễ hình dung đó. Còn phần bên này nè thì sẽ kiểm tra mình đồng sườn rồi hết toàn bộ. Rồi dây điện sườn thay mới, hoa lăng là thay, hoa lăng theo xe còn đẹp, cho nên là những cái dây này còn mới, nó còn đẹp nè. Dây điện cục đề không thay giữ lại, dây xăng giữ lại, dây xăng thay mới, lọc xăng thay mới đó toàn bộ. Và trong đây nó sẽ có mút lọc gió, boe lọc gió em giữ lại luôn, em thay mới luôn đó. Là ở đây là bàn giao chi tiết bên trong xong 100%. Thì bây giờ là em sẽ về ráp hết vô, quay cho các bạn tổng thể nó như thế nào. Em nói các bạn luôn, em không giấu nữa, lần đầu tiên em dọn dòng xe này. Bởi vậy nhiều người hỏi biết làm không, tự ái dám bỏ làm không, xuất sắc luôn á, đúng đồ. Nhiều người mà nói với bạn, mình dị ứng nhất là vụ ốc thôi, mình nói với bạn chưa ai mà dám như tôi á, một lần mua là mấy chục củ khoai tiền ốc. Bởi vì ốc trên xe á nó mắc lắm, ốc Thái Nhật có nhiều người ta không biết mua ở đâu nữa, chứ đừng có nói tới chuyện mắc rẻ nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.